Hello, mỹ phẩm bát cứng xin chào mọi người. Trong video này á, thực sự rất là hào hứng luôn. Sản phẩm mới và video mới đó. Hôm bữa giờ rất là ít lên video luôn, rất là nhớ mọi người luôn. Tại vì sắp Tết này á, hàng hóa cũng rất là nhiều, rồi kiểu như khách chốt đơn rất là nhiều. Nhiều lúc là mấy chị gọi em á, em cũng không có bắt máy nhiều cho mấy nói chuyện nhiều mọi người được. Bởi vì sao? Bởi vì mình kiểu như là nhân viên đợt này á, kiểu như là chốt đơn không kịp nha mọi người, nên mọi người thông cảm. Có cái thắc mắc gì, có cái vấn đề gì mà mấy chị muốn trao đổi với shop hoặc là muốn tư vấn thì mọi người inbox qua Zalo để mình nói chuyện dễ hơn nha. Và ngay bây giờ hãy đến với mỹ phẩm bát cứng channel làm đẹp ngày hôm nay, đó là dòng sản phẩm La Roche Posay có tên gọi là Pure Vitamin C10. Dòng sản phẩm này có gì hot và dòng sản phẩm này tại sao được sử dụng rất phổ biến hiện nay, và thực sự là dòng sản phẩm này cũng là một cái sản phẩm đang có rất nhiều hàng giả hàng nhái. Hầu như chúng ta mua về dễ bị lầm lắm nha mọi người, mà mua lầm thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến tinh thần, ảnh hưởng đến công việc và ảnh hưởng đến mọi thứ, và tiền bạc của mình bỏ ra thời gian chăm sóc không có cái ý nghĩa hết, rồi dục luôn đó. Thì làm cách nào để sử dụng hợp lý, để sử dụng chất lượng, để sử dụng tốt nhất thì đến với mỹ phẩm bát cứng để được mua hàng nhé. Đây là dòng sản phẩm La Roche Posay em đang sử dụng nha mọi người, nên đó hồi nãy cũng là đi tìm cái em này để mà review cho mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì cái thành phần của em này là thành phần vitamin C nguyên chất nè, và với những cái thành phần này sẽ giúp làm dịu những cái neuroreside với cái độ pH lý tưởng, giúp cải thiện làn da sạm màu, không đều màu, phục hồi rạng rỡ làn da, và thuộc thương hiệu mỹ phẩm La Roche Posay đến từ Pháp. Tinh chất này làm sáng sáng da, giảm thâm nám, và dòng sản phẩm này có chứa thành phần vitamin C 10%, thành phần chống oxy hóa, ngăn ngừa và khắc phục dấu hiệu lão hóa phổ biến như là da mất đàn hồi, thâm nám, xỉn màu, vết nhăn. Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm, tăng cường sản xuất collagen và tăng độ sáng của da. Chứa những thành phần salicylic acid là một thành phần tẩy tế bào chết nhẹ, hoạt chất này phá vỡ các tế bào bết dính lại với nhau, nó tẩy các tế bào chết làm dịu da một lúc, và thậm chí nó sẽ có đặc tính là chống viêm, phù hợp với những làn da nhạy cảm. Ngoài chứa những cái hợp chất neutrophil và cái tác dụng của nó trực tiếp vào da, gây ức chế quá trình kích ứng da, hợp chất này sẽ kích thích giải phóng những cái tín hiệu chống chống lại những cái hợp chất làm cho da của chúng ta bị dị ứng nha mọi người. Các nước khoáng La Roche Posay là nguồn năng lượng của thiên nhiên, là sự kết hợp đặc biệt giữa các khoáng chất, nguyên tố vi lượng là chúng ta đã học về cái phần sinh học rất là nhỏ rồi đúng không mọi người. Gồm những thành phần thiết yếu nuôi dưỡng làm cho da của chúng ta giàu hàm lượng selenium, và những cái thành phần có khả năng chống lại oxy hóa mạnh mẽ, tức là làm dịu da và giảm kích ứng, được các chuyên viên da liễu hoàn toàn tin dùng trên cả toàn thế giới luôn nha mọi người. Đối tượng khuyên dùng là dành cho mọi loại da, dành cho những làn da tối màu và không đều màu, dành cho những làn da có nhiều khuyết điểm như là thâm nám, tàn nhang, khô ráp, sần sùi và thiếu sức sống. Sử dụng như thế nào? Chúng ta sẽ rửa mặt, sau đó sẽ dùng toner lấy một lượng serum vừa đủ, sau đó thoa lên da thẩm thấu, sau đó là chúng ta đi ngủ. Ok, mai dậy, sáng mai dậy da đẹp nha, nhiều đó thôi đó, nhiều đó thôi nha. Liên hệ cho em để đặt hàng qua số điện thoại là 0356 605677 hoặc là 0355 838057, và Facebook của em là Facebook Trần Thị Elite hoặc là Nguyễn Bát Cứng nha. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn tin tưởng và luôn luôn đồng hành với mỹ phẩm Bát Cứng. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc, và bây giờ là đã là giờ đi ngủ rồi. Bye bye mọi người.